Các bạn thân mến, hôm nay là tôi sẽ xây dựng cái giáo trình về linh kiện trong các cái thiết bị điện tử cao cấp. Và cái giáo trình này chúng tôi sẽ phát miễn phí ở trên kênh YouTube của Trung tâm Dạy nghề Bách Khoa. Thì để xem được cái giáo trình này thì các bạn có thể nhìn thấy các cái video là ở trên kênh YouTube, hoặc là các bạn có thể vào kênh YouTube của chúng tôi. Thì đây, các bạn nhìn sang, tôi hướng dẫn các bạn cách tìm cái bài học này. Các bạn vào kênh youtube.com và các bạn kích vào cái ô tìm kiếm này. Đây là các cái bạn mà chưa biết thì các bạn sẽ gõ là Dạy nghề Bách Khoa các bạn nhé. Các bạn có thể gõ có dấu hoặc không dấu đều được. Dạy nghề Bách Khoa, và các bạn ấn Enter. Thì các bạn sẽ thấy cái hình ảnh của tôi ở đây. Và đây là cái kênh Dạy nghề Bách Khoa học nghề trực tuyến.vn Xuân Vĩnh. Thì các bạn sẽ kích vào cái kênh này. Thì trên cái kênh này tôi sẽ phát miễn phí về cái giáo trình linh kiện điện tử trong các cái thiết bị điện tử cao cấp. Và đây là một cái chương trình cực kỳ giá trị, cực kỳ quan trọng đối với tất cả các bạn muốn tham gia vào cái nghề sửa chữa TV, sửa chữa thiết bị âm thanh, sửa chữa điều hòa, sửa chữa tủ lạnh, sửa chữa máy giặt, sửa chữa máy vi tính và sửa chữa điện thoại di động. Thì tôi sẽ phát miễn phí và tặng miễn phí cho tất cả các bạn, để cho các bạn có một cái môi trường học tập trực tuyến và cực kỳ giá trị. Các bạn đừng nghĩ là free là không giá trị nhé. Cái chương trình này nó là một cái cửa ngõ đầu tiên để các bạn có thể tiến đến một cái nghề, ví dụ như sửa chữa TV hay là sửa chữa điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, và có thể cho các bạn thu nhập hàng chục triệu một tháng. Và các bạn, nhiều bạn thì nghĩ rằng cái điện tử, linh kiện điện tử nó đơn giản, nó có thể bỏ qua. Thì các bạn bây giờ các bạn thử nghĩ xem, các bạn không muốn viết một cái từ A, B, C vì nó quá đơn giản. Nhưng nếu như các bạn không biết viết một từ A, B, C thì làm sao để các bạn viết được thành một cái từ hoàn chỉnh? Điện lạnh, máy tính, điện thoại các bạn nhé. Thì đây các bạn nhìn trên cái bảng này. Thì giới thiệu với các bạn là trong cái chương trình này thì chúng tôi sẽ phát trên cái kênh YouTube hàng ngày. Và các bạn quan sát vào 7 giờ tối hàng ngày. Và chúng tôi sẽ mỗi một ngày tôi sẽ đưa lên một cái video để cho các bạn học. Và cái chương trình này sau khi học chúng tôi xây dựng xong thì nó có khoảng 60 đến 70 cái video. Và chúng ta sẽ học qua 20 cái linh kiện từ điện tử, từ điện trở, tụ điện, cuộn dây, diode, store, IC ổn áp, photo quang DC, photo quang AC, thyristor, triac, photo triac, rơ le điện tử, sensor nhiệt, IC đảo, IC 4069, vi xử lý, thạch anh, IC reset, IC nhớ và OP ampli. Và mỗi một cái linh kiện này chúng ta sẽ đi học về các cái khía cạnh, ví dụ như là hình dáng của nó ra làm sao. Chúng ta nhìn ở trên bo mạch để chúng ta nhận ra nó. Thứ hai là chúng ta phân loại nó có mấy loại. Thứ ba là chúng ta cách đọc chỉ số nó ra làm sao. Và thứ tư là cái đơn vị và cách đo nó làm sao. Thứ năm là cái tác dụng của nó ở trong mạch để làm gì. Và thứ sáu là cái nguyên tắc hoạt động của chúng. Và thứ bảy là cái cách mắc nối tiếp, cách mắc song song ra làm sao. Và thứ tám là cái cách tính công suất. Thế thì nếu như mà các bạn từ trước đây các bạn đã từng học điện tử căn bản, hay là các bạn đã từng sửa TV, nhưng mà tôi tin chắc rằng là chưa phải các bạn đã biết hết tất cả những khía cạnh này. Có thể các bạn biết một cách sơ sơ thôi, thì các bạn vẫn có thể học sửa TV, vẫn có thể học sửa điều hòa, tủ lạnh, máy giặt. Tuy nhiên khi mà vào kiểm tra chi tiết một cái ban bệnh nào đó thì các bạn bắt đầu gặp cái sự cố, đó là các bạn hiểu nó chưa hết các cái khía cạnh của nó. Tôi lấy ví dụ đơn giản, hai con trở nối tiếp với nhau thì các bạn có thể tính được cái điện áp ở giữa. Khi mà hai đầu nó được phân một cái điện áp nào đó thì các bạn có thể tính được cái áp ở giữa là bao nhiêu không. Thì cái đấy không phải bạn nào cũng biết ngay. Thì cho nên là tôi muốn giới thiệu các bạn là hôm nay là cái bài học đầu tiên, và tôi muốn giới thiệu với tất cả các bạn là tôi sẽ xây dựng cái chương trình linh kiện điện tử trong thiết bị điện tử cao cấp để đào tạo free cho tất cả các bạn ở trên đất nước Việt Nam này, để chúng ta nâng cái trình độ của cái điện tử lên, để chúng ta có thể tiến kịp với các cái nước ở trên thế giới. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái bài học đầu tiên, đó là cái linh kiện đầu tiên, đó là điện trở. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ đi vào cái bài học đầu tiên về các cái linh kiện điện tử trong thiết bị điện tử cao cấp. Một là cái điện trở. Thì chúng ta đi theo cái trình tự như này. Một là chúng ta sẽ tìm hiểu hình dáng của nó ra làm sao. A nhỏ là hình dáng.
Thế thì các bạn nhìn trên màn hình này, thì đây là tôi đã chụp hình ảnh bo mạch, và chúng ta sẽ quan sát cái hình dáng của cái điện trở này. Thứ nhất là chúng ta sẽ quan sát nó ở trên cái từng cái bo mạch cụ thể một. Tôi lấy ví dụ đây là cái bo của tivi. Thế thì chúng ta thấy đây là cái con điện trở này nhá. Đây là con điện trở này. Đây, những cái con này là con điện trở này nhá các bạn nhá. Đây. Đây, thứ hai là chúng ta nhìn thấy đằng sau cái bo tivi này, những cái con đen đen này, những cái con đen đen này nó là cái con điện trở các bạn nhá. Và đây là trên bo tín hiệu của tivi, thì tôi chỉ cho các bạn các cái con điện trở nó rất là nhỏ. Nó nhỏ xíu nhưng mà nó lại rất quan trọng ở trong mạch. Đây tôi lấy ví dụ ở trong cái mạch nguồn này, thì những cái con điện trở nó quanh IC này, nó là những con đen đen này nhé các bạn nhé. Thì đấy là trên tivi. Và thứ hai là ở trên bo điều hòa. Đây thì các bạn thấy đây, đây là trên cái bo điều hòa Panasonic hoặc là Daikin, xin lỗi các bạn, đây là Daikin. Thì đây, những cái con mà nó ghi là R nhé, R là điện trở các bạn nhé. Đây là bo điều hòa Samsung. Đấy thì các bạn thấy là gì? Nó cũng có rất nhiều điện trở, những cái con đen đen mà ký hiệu là R này đều là điện trở các bạn nhé. Thứ hai là thứ ba là bo tủ lạnh. Bo tủ lạnh. Đây là trên bo tủ lạnh của Samsung. Thì những cái con R đây này, ghi R đây là điện trở các bạn nhá. Đây, mặt trên này cũng có. Đây là cái bo tủ lạnh của Panasonic các bạn nhé. Thì tất cả những cái con mà nó ký hiệu là R này là điện trở các bạn nhé. Để tôi cho các bạn xem một lượt. Điện trở này nó nằm trên tất cả các thiết bị, từ điều hòa, tủ lạnh, máy giặt, tivi, vân vân. Đây là cái bo của máy giặt là Aqua. Thì các bạn nhìn thấy các cái con R này nhé, là điện trở này. Đây, các cái con R, nó ghi là R là điện trở các bạn nhé. Thì ở đâu đâu cũng có điện trở. Bếp từ. Đây các bạn nhìn thấy trên bếp từ. Thì đây một loạt điện trở đây. Các bạn thấy đây là cái điện trở. Thì cái con điện trở này người ta gọi là điện trở thông thường. Mà chúng ta sẽ nó sẽ ký hiệu bằng cái vạch màu các bạn nhé. Thế còn những cái con trở bên này mặt sau thì người ta gọi là trở giãn. Trở giãn các bạn nhé. Những cái con mà R này mà nó đen đen này thì người ta gọi là trở giãn. Thì tí nữa chúng ta sẽ tìm cách đọc cái ký hiệu của nó. Thế thì bây giờ các bạn các bạn lại cho rằng là cái điện trở nó đơn giản, các bạn không muốn học, thì có nghĩa là gì? Khi các bạn sửa một cái máy nào đó, các bạn kiểm tra đến cái điện trở mà nó hỏng thì các bạn sẽ bị dừng ở đó và các bạn không sẽ tìm ra bệnh được. Thì tôi muốn cái nói về cái tầm quan trọng của cái điện trở, nó có mặt ở trong tất cả các thiết bị điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, máy tính, điện thoại các bạn nhé. Thì thứ nhất là hình dáng, chúng ta vừa nhìn thấy hình dáng thực tế mà tôi chỉ rồi. B nhỏ là phân loại, là các loại trở. Thì chúng ta chia làm cái loại trở theo hình dáng. Hình dáng thì có lại chia ra là cái trở mà như chúng ta thấy vừa rồi là trở chân cắm, đúng không nhỉ? Trở chân cắm và hai là trở dán. Trở dán. Thứ hai là chúng ta chia theo công suất. Thì nó sẽ có trở công suất lớn. Thì cái này thường thường là chúng ta nhìn cái công suất này này là dựa vào kích thước. Kích thước. Công suất lớn thì đi với kích thước nó to các bạn nhé. Và trở công suất nhỏ.
Một con trở công suất nhỏ, một con trở mà có kích thước nhỏ bé thì không thể cho công suất lớn được, các bạn hiểu như vậy. Trở công suất nhỏ thì cái này nó đi vào đi với kích thước nhỏ các bạn nhé. Thứ ba là về ký hiệu. Ký hiệu về cái vạch màu đấy, tất về ký hiệu ở trên trên mạch thì nó là R các bạn nhé. Nó là R. Nó ký hiệu của một từ tiếng Anh là Restore các bạn nhé. Ký hiệu là R. Ví dụ ở trong mạch nó ghi là R bao nhiêu đấy, thì sau này các bạn cứ nhìn bên cạnh một con linh kiện mà ký hiệu là R thì các bạn hiểu đó là con điện trở các bạn nhé. Và trị số, ký hiệu về trị số linh kiện đấy, ký hiệu chân thân hay nói cách khác là ký hiệu chân thân của nó. Thế thì đối với cái điện trở mà chân cắm này này thì nó ký hiệu bằng bằng các cái vạch màu, nó có thể có 4 hoặc 5 vạch màu các bạn nhé. Đây là ký hiệu bằng vạch màu và cái này chúng ta phải học cách đọc của nó nhé. Thế còn ký hiệu ở trên đây là trở chân cắm các bạn nhé, thì là ký hiệu bằng vạch màu. Còn hai là trở dán, trở dán thì nó ký hiệu trực tiếp ở chân thân và nó ghi như thế này, 1, 0, 3 chẳng hạn, nó ghi như này thì các bạn hiểu rằng 10 và 3 số 0 các bạn nhé, đơn vị là ohm, thì đây chính là con trở 10k các bạn nhé. Hay là nó ghi là 4, 4, 7, 2 thì các bạn hiểu rằng 4, 7 và 2 số 0 các bạn nhé, ohm, thì đây nó chính là trở 4,7k các bạn nhé. Hoặc nó ghi là 4,7 mà 4, nó ghi như này thì các bạn hiểu rằng đây là 4,7 và 4 số 0 nhé các bạn nhé. Thì có nghĩa đây là con trở 470 kilo ohm, cứ 1000 ohm thì đổi ra được 1 kilo ohm các bạn nhé. Đây thì chúng ta sẽ mới tìm đến cái bước là các cái loại điện trở. Thì cách đọc trị số. Đây, cách đọc trị số. Thì tôi sẽ đưa ra cho các bạn cái phương pháp đọc trị số. C là cách đọc trị số. Thế thì đối với trở dán thì đây, nó chính là cách đọc trị số của các bạn. Các bạn đặt hai cái số ở đầu là các bạn cứ đặt nó xuống và cái số thứ ba là số con số 0 nhá. Thứ nhất là trở dán thì là đặt hai số đầu xuống và còn số thứ ba là số con số 0 nhá. Là số con số 0 và đơn vị của nó là ohm. Ví dụ tôi lấy ví dụ thêm là 470 thì là bao nhiêu ạ? Nhiều khi các bạn, nhiều bạn lại nhầm cái này nhá. Nhiều bạn lại nhầm đây là 470 ohm nhưng nó không phải đâu các bạn nhá. Đây là 47 và chẳng có số 0 đằng sau cả, cho nên đây là 47 ohm. Các bạn chú ý nhá. 100. Nhiều bạn lại nhầm đây là 100 ohm nhưng thực ra nó là 10 ohm các bạn nhá. 104 thì đây là 10 và 4 số 0 các bạn nhé. Thì đây chính là bằng con trở 100 kilo ohm các bạn nhé. 10.000 ohm. 100.000 ohm tức là 100 kilo ohm các bạn nhé. Thì các bạn chú ý cho tôi cái cách đọc điện trở dán nhé. Thế còn cách đọc điện trở theo vạch màu. Cách đọc trở theo vạch màu thì tôi hướng dẫn các bạn trong vòng vài phút như sau, thì các bạn xem video kế tiếp nhé.